thần tài chỉ thẳng mặt năm con giáp biết mệnh gặp thời hưởng lộc trời cho siêu giàu có đúng 3 ngày tới thứ hai thứ ba thứ tư từ ngày mùng 5 tháng 12 âm lịch đến ngày mùng 7 tháng 12 âm lịch chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh đạo sĩ tử thông lời đầu tiên xin thay mặt ban biên tập chương trình kính chúc quý vị và các bạn cũng như là quý khán giả đã theo dõi chương trình một năm mới sức khỏe dồi dào tài lộc hanh thông à quý vị thân mến ai rồi cũng sẽ phải gặp may mắn và đúng ba ngày tới đây thứ hai thứ ba thứ tư thì những con rắn này làm gì cũng có lộc, chẳng cần phải bon chen thì cũng dễ dàng phát tài phát lộc giàu có. Từ khi sinh ra và lớn lên bất cứ ai trong chúng ta cũng đều phải trải qua những cái thăng trầm và những cái biến cố của cuộc đời. À, sẽ có những ngày mà chúng ta cảm thấy dường như trời sắp sập xuống, vận đen đeo bám, làm việc gì thì cũng gặp xui xẻo. thế nhưng chính những cái khó khăn trong cuộc sống đã góp phần rèn luyện nên cái bản lĩnh cho con người giúp cho họ bước đi vững vàng hơn trong cái cuộc sống và sau những cái chuỗi ngày u ám đen đủi thì cái cuộc sống của những con giáp này chính thức bước sang một cái trang mới đặc biệt trong 3 ngày tới đây thì năm con giáp này sẽ gặp được nhiều cái cơ hội làm giàu và giờ đây khi đã có đủ bản lĩnh thì họ biết cách làm thế nào để nắm lấy những cái cơ hội và biến những cái giấc mơ của bản thân trở thành sự thật tiền tỷ cầm tay ăn tết cực giàu và những con giáp được thần may mắn gọi tên trong 3 ngày tới đây chính là những tuổi sau đây. À, thưa quý vị, ứng cử viên may mắn số 1 trong 3 ngày tới, cái tuần mới, ấy, những ngày đầu tuần mới, ấy, không ai khác, đó chính là những người tuổi tuất. À, quý vị thân mến, những người tuổi tuất có thể đón nhận nhiều cái tin vui trong lĩnh vực sự nghiệp vào trong cái 3 ngày tới đây. Dưới sự phù trợ của quý nhân, các bạn sẽ được nhiều cái yếu tố thuận lợi khiến các bạn bắt tay vào làm việc gì cũng được suôn sẻ, thuận lợi và hanh thông. Thời điểm này các bạn sẽ xây dựng được những cái mối quan hệ xã giao hài hòa, tốt đẹp. Vì vậy, dù có phải đối diện với những khúc mắc gì thì cũng có người sẵn sàng giang tay ra giúp đỡ. Thậm chí, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân. Đối phương sẽ giới thiệu cho các bạn những cơ hội đầy triển vọng. Với cái trí tuệ minh mẫn và cái tinh thần hăng hái tích cực thì các bạn có thể nhanh chóng ghi điểm trong mắt của ban lãnh đạo khi mà mọi việc được hoàn thành một cách xuất sắc. Đó. Bên cạnh đó, cái vận trình tài lộc của những người tuổi Tuất cũng có những cái điểm sáng rực rỡ trong cái thời gian này. Đó là cái kết quả tổng hòa của những cái tinh thần nhiệt tình, hăng hái và sẵn sàng thử sức bản thân với những cái yếu tố bất lợi của thiên thời địa lợi. Thêm nữa, lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nó mang đến cho những người tuổi Tuất nhiều cái cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được. Chỉ cần các bạn nắm bắt được cái thời cơ Thì cái chuyện tiền bạc dùng dính cũng trở nên là gì? Là cái chuyện hiển nhiên Thì đây cũng là cái thời điểm thích hợp để những người đầu tư kinh doanh buôn bán Ký kết được nhiều cái hợp đồng lớn Nếu đã nung nấu kế hoạch từ lâu Hoặc đã tìm hiểu rõ ràng về đối tác, về khách hàng Thì cũng nên nắm bắt được cái cơ hội này ngay Trong cái thời điểm này sẽ mở ra nhiều cái cơ hội thích hợp Để các bạn cải thiện cái tình hình tài chính của mình À, thưa quý vị, một số người thì có con mắt tinh đời đầu óc sáng tạo và cái tinh thần không ngại khó không ngại khổ có thể nhanh chóng mở đi ra cái lối đi riêng cho mình là người tiên phong cho một cái trào lưu nào đó chính vì là người dẫn đầu nên các bạn thu về cái lợi nhuận nhanh chóng hơn hẳn so với đối thủ khiến cho ai cũng phải ngưỡng mộ những người làm công ăn lương thì cũng sẽ nhận được những khoản tiền lương tiền thưởng nóng hoàn toàn là xứng đáng với cái năng lực và cái sự đóng góp của bản thân có thể coi đây là một cái lời cổ vũ, lời động viên thiết thực nhất giúp cho những người tuổi Tuất có những cái động lực cố gắng hơn nữa trong khoảng thời gian tiếp theo. À, những cái hướng đi của những người tuổi Tuất kể cả khi mà vướng phải những cái khó khăn nhất thời, rồi các bạn cũng sẽ dần dần gặt hái được những cái trái ngọt hơn nữa. Bên cạnh các bạn vẫn luôn có bạn bè, luôn có đồng nghiệp và luôn có người thân ủng hộ một cách tích cực. Vậy nên xin được chúc mừng con giáp may mắn đầu tiên là những người tuổi Tuất. Và để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, để gia tăng thêm cái tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, dần ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi, cho những người tuổi Tuất. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, ứng cử viên sáng giá số 2 trong 3 ngày tới không ai khác đó chính là những người tuổi hợi à, Kính thưa quý vị Những người tuổi hợi cũng được chính quan soi đường chỉ lối nâng đỡ Nói chung ấy trong thời gian này những người tuổi hợi đang có tham vọng về cái sức mạnh và cái sự quyền lực à, Thế nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó Đừng để cái việc theo đuổi cái sự nghiệp ảnh hưởng tới cuộc sống của mình Đặc biệt là trong thời gian sắp Tết đến rồi à, Thêm nữa lại được nhiều cái cắt tinh thiên ấn nó hỗ trợ nó trợ lực cho cái công việc của những người tuổi hợi trở nên hanh thông hơn, xuân sẻ hơn thì đây cũng là cái khoảng thời gian vui vẻ và hào hứng Nhất là những ai mà đã làm trong việc liên quan đến sáng tạo Thì lại càng có cơ hội để thể hiện cái năng lực của bản thân Cái năng lực của các bạn là cái nguồn cảm hứng cho những người khác Họ tìm đến các bạn để có được cái sự giúp đỡ Danh tiếng của các bạn cũng tăng lên Các bạn thậm chí có thể được thăng chức tăng lương trong thời gian sắp tới à Bên cạnh đó, các mối quan hệ đồng nghiệp cũng trở nên gắn kết hơn Và các bạn có thể đặt cái niềm tin và một vài người đồng nghiệp, một vài người đồng hành. À, tuy nhiên, bên cạnh đó, những cái ảnh hưởng của một vài cái hung tinh, nó cũng sẽ khiến cho những người tuổi Hợi phải chăm chỉ hơn, phải nỗ lực hơn, phải nhiệt tình hơn. Đấy. À, nhưng mà các bạn bắt đầu có cảm giác bị mệt mỏi, bị kiệt sức. À, vậy nên là gì? Trong thời gian này, những người tuổi Hợi cần phải cân đối lại cái thời gian để cân bằng lại cái cuộc sống của mình, cân đối giữa công việc và cuộc sống để cho mọi việc được thuận lợi và hanh thông hơn. Thêm nữa. Trong thời gian này thì tình hình tài chính của những người tuổi hợi ấy, nói chung là cũng khá là cân đối. Cái việc mua sắm chuẩn bị cho những ngày Tết sắp tới đây ấy, cũng như là cái dịp 2 3 tháng chạp cũng ngốn khá nhiều tiền của của các bạn. Đấy. Nhìn chung đấy chi phí nó lớn. Đấy, nhưng mà ấy, một khi mà những người tuổi hợi mà ra tay thì nó cũng đều nằm trong cái tầm quyền soát của những người tuổi hợi rồi. Còn với những người tuổi hợi đang khởi nghiệp, khi mà mọi thứ đang ở cái hình thức là khởi động, có nghĩa là các bạn chưa có cái thu nhập ổn định. À, vậy nên là gì quý vị cần phải là luôn cố gắng đấy và có một cái kế hoạch cần thiết. Với những ai mà đã có kế hoạch làm giàu nhanh chóng thì hãy cẩn thận. Ngoài cái việc tính toán số tiền có thể là sinh sôi thì các bạn cũng nên cân nhắc xem mình làm vậy à, có gây ra cái tác hại nào đến xã hội hay không. À, thưa quý vị, tình hình kinh tế cũng có nhiều cái dấu hiệu khởi sắc. Những người làm công ăn lương sẽ nhận được một cái khoản thưởng nóng Thậm chí là được tăng lương tăng thưởng nhờ cái sự hoạt động Cũng như là nhờ cái thành tích tích cực của mình đã gặt hái được trong suốt một năm qua à, Trong khi đó những người làm kinh doanh buôn bán thì cũng gì nhân cái thời điểm này Để ký kết được nhiều cái hợp đồng béo bở Mở rộng cái quy mô buôn bán làm ăn Thời điểm này thì các bạn có cơ hội gặp được cái đối tác đầy triển vọng Thêm nữa cái chuyện tình cảm của những người tuổi hợi nói chung là ngày càng được tốt lên do được quý nhân tương trợ giúp đỡ hai người đã dần dần thấu hiểu được đối phương và chấp nhận một số cái khuyết điểm của nhau và trong 3 ngày tới đây ý, thì các bạn có cảm giác là mình được bao bọc, được ô yếm, được yên ổn và cảm thấy hài lòng với quyết định mà các bạn đã lựa chọn. Thêm nữa, lại được cục diện là ngũ hành của tương sinh nó sẽ giúp cho các bạn giải thoát được những cái lo lắng liên quan đến sức khỏe. Nói chung ý, trong 3 ngày tới thì các bạn có thể là kê cao gối ngủ để, để sẵn sàng uh, lấy lại cái năng lượng tích cực cho một cái thời điểm làm việc tiếp theo, công việc tiếp theo. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm tài lộc cho mình ấy, thì những gia chủ tuổi hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi mão mùi để trợ vận hộ thân. Vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi hợi. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư thì đó chính là những người tuổi tuổi mùi. À, thưa quý vị, những người tuổi mùi bước sang cái tuần mới đấy, thì có nhiều cái cát tinh nó trợ mệnh. Nên cái vận trình của những người tuổi mùi thì là đại cát tại lợi. Làm gì cũng được thuận lợi, xuân sẻ, hanh thông. À, lại thêm cái vận quý nhân nó vượng nó xuất hiện, nó mang tới cho các bạn những cái sự giúp đỡ kịp thời. Những cái cuộc bắt tay hợp tác nó đem lại về cho những người tuổi những người tuổi mùi những cái kết quả vô cùng là tốt đẹp công việc thì có nhiều cái chuyển biến tích cực dù vẫn có không ít những cái thách thức nhưng mà những người tuổi mùi vẫn có thể vượt qua nhờ vào cái khả năng ứng biến linh hoạt của mình à, các hạng mục thì đều diễn ra đúng với cái dự kiến với cái kế hoạch thậm chí một số việc còn tồn động trước đó cũng đã được giải quyết một cách nhanh gọn à, tuy nhiên ở trong thời gian này nguyệt lệnh nó không ủng hộ nó khiến cho tâm tính tâm lý của những người tuổi mùi nó dễ bị thay đổi À, quý vị cần phải có sự nghiêm túc và kiên trì khi theo đuổi cái mục tiêu, chớ mà đứng núi này trông núi nọ hay là ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc, kẻo lại phá hỏng cái lợi thế và cái may mắn nó đang đang đi về phía mình. À, bên cạnh đó, theo cái đà công việc nó tiến triển thì cái tài lộc của những người tuổi mùi cũng được khởi sắc, những người làm công ăn lương thì vẫn có cái thu nhập cố định nên là không phải lo thiếu thốn, còn những người buôn bán kinh doanh thì có lộc nên là thu nhập tăng lên một cách đáng kể. ngoài ra ấy, thì những con giáp tuổi mùi ấy cũng nhận được những khoản tiền thưởng một cách bất ngờ có thể là ai đó trả nợ hoặc là gì được những người thân hoặc được bạn bè hoặc là ăn tháng lương thứ 13 vân vân đó nói chung ấy đây là cũng đây cũng là một cái thời điểm mà cái đào hoa của những người tuổi mùi cũng được mở rộng được rộng mở điều này có lợi nhất với những người độc thân bản mệnh có thể mở rộng cái mối quan hệ của mình được mai mối được giới thiệu cho những cái đối tượng phù hợp xong cái người có đôi có cặp thì dễ mắc phải những cái rắc rối, những cái sai lầm khi mà tiếp xúc với những người khác giới, thậm chí còn khiến cho tình cảm gia đình đôi khi bị dạn nứt. Thêm nữa, sức khỏe của những người tuổi mùi trong 3 ngày tới nói chung ấy cũng khá là ổn định. Các bạn cần duy trì cái thói quen sinh hoạt điều đặn, nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức thì sẽ không có điều gì phải lo. À, tuy nhiên, quý vị cũng cần phải cẩn thận vì có một số cái hung tinh nó gây gây nên. Vì vậy mà khi đi ra ngoài, khi tham gia giao thông ấy, thì quý vị cần phải đề phòng đấy, những cái tai nạn bất ngờ nó có thể xảy xảy ra. À, xuất hành đi xa thì quý vị cũng cần phải đặc biệt lưu tâm bởi vậy để gia tăng thêm cái may mắn gia tăng thêm cái tài lộc cho những người tuổi mùi ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để trợ vận hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi mùi đó là con giáp may mắn thứ ba Tiếp theo con giáp may mắn thứ tư mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong thời gian tới đây ý, thì không ai khác đó chính là những người tuổi dần. À, kính thưa quý vị, trong 3 ngày đầu tuần thứ hai, thứ ba, thứ tư tới đây thì những người tuổi dần sẽ có được cái sự lạc quan và cái sự tự tin trong mọi vấn đề do là gì? Có cái cát tinh nó trợ vận. Dù vẫn có những cái thách thức nhất định nhưng mà nhờ sự bình tĩnh của mình thì những người tuổi dần có thể nhanh chóng tìm ra những cái giải pháp thích hợp, giải pháp hợp lý cho từng cái vấn đề ghi dấu ấn riêng của mình. Ở cái giai đoạn cuối năm này, nếu muốn có sự đột phá trong công việc thì các bạn cần phải chăm chỉ tích lũy kiến thức, nâng cao cái kỹ năng và cố gắng sắp xếp các kế hoạch một cách khoa học hơn. Chỉ cần các bạn kiên trì và không ngừng học hỏi, không ngừng phát triển thì các bạn sẽ sớm có được những cái kết quả xứng đáng với những người tuổi dần. Bên cạnh đó, trong 3 ngày tới đây thì cái tình hình tài chính của những người tuổi dần cũng cực kỳ là lý tưởng. Các bạn xử lý các khoản đầu tư kinh doanh khá là khôn ngoan, lợi nhuận cũng liên tục đổ về túi của những người tuổi dần. Một vài cái cơ hội đầu tư sẽ đến nhưng các bạn vẫn cần phải đề cao cái tính an toàn để tránh gặp những rủi ro. Đừng đặt lợi ích tài chính của các bạn vào cái tình thế bấp bênh. Về phương diện tình cảm thì trong 3 ngày tới đây, nói chung ấy, cái đường tình duyên của những người tuổi dần cũng khá là tích cực. Đối với những người còn độc thân thì các bạn có thể có một số tương tác với những người thú vị trong thời điểm này. Đối phương cũng đang trong cái mối quan hệ, cái mối quan hệ của hai người thì ngày càng trở nên là bền chặt hơn. Vì thế để bảo vệ cái hạnh phúc, gia tăng cái vận nhân duyên và tài lộc cho mình ý thì những người tuổi dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, dần thử ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dần. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo con giáp may mắn thứ năm trong 3 ngày tới không ai khác thì đó chính là những những người tuổi tỵ nhé. À thưa quý vị, nói chung ấy cái vận trình tình duyên của những người tuổi tỵ trong 3 ngày tới đây thì có cái bước tiến triển vượt bậc Nhiều cái cơ hội thăng hoa, lứa đôi thì hạnh phúc Có thể tính đến cái chuyện cưới hỏi trong cái thời gian này Về công việc thì nhìn chung ấy, mọi thứ vẫn diễn ra khá là suôn sẻ Có sự thay đổi tích cực ở cái vị trí công việc hay là cái chiến lược phát triển đó. Dù thế nào ấy, thì những người tuổi tỵ cũng được hưởng cái lợi từ những cái thay đổi này Có thêm nhiều cái cơ hội thăng tiến và được được gì? Cắt tinh nó. nó, nó mang tới Nói chung ấy, trong cái thời điểm này thì được lưu niên nó hỗ trợ lại cái tài vận của những người tuổi tỵ cũng có nhiều cái dấu hiệu khởi sắc có thể tiến hành cái quy mô đầu tư kinh doanh ở vừa và nhỏ. Về mặt sức khỏe thì những người tuổi tỵ có thể trạng tốt, ít ốm vặt. Tuy nhiên cũng cần phải đề phòng những cái tai nạn xe cộ hoặc là gì những cái tai nạn bất ngờ nó có thể ập đến. Vì thế để mang lại cái may mắn về vận trình tiền bạc tài lộc cũng như là để tăng cường cái vận trình nhân duyên thì những người tuổi tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu xỉu để trợ mệnh ngũ thân. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tăng học quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi tỵ. Đó là con giáp may mắn thứ năm. Tiếp theo trong 3 ngày tới con giáp may mắn thứ sáu không ai khác đó chính là những người tuổi những người tuổi ngọ. À, thưa quý vị được cắt tinh cương trợ giúp đỡ thúc đẩy những người tuổi ngọ tập trung cho cái sự nghiệp Nhất là những ai lười làm thì cũng đã bắt đầu nhận ra đâu là cái hướng đi đúng đắn cho mình. À, mục tiêu của mình các bạn cũng sẽ đã thiết lập để, để tiếp tục cố gắng hơn. các bạn đã được sắp xếp thời gian để học hỏi cho những cái kỹ năng mới không cho phép mình dậm chân tại chỗ hoặc hay là gì dừng lại ở cái vị trí hiện tại. Bên cạnh đó, nói chung ấy, trong thời gian này thì một số cái thông tin nó ảnh hưởng, nó cũng gây khó khăn, gây phức tạp. đấy À, khiến cho một số cái việc mà các bạn bỏ công bỏ sức ra nhiều nhưng mà cuối cùng lại bị xôi hỏng máu không thay vì oán thán các bạn nên sớm nhận ra rằng cần phải tiết kiệm cái năng lượng của các bạn để xử lý mọi việc một cách ổn thỏa hơn thông minh hơn à, thêm nữa ở trong thời gian này được cục diện ngũ hành nó tương sinh nó giúp cho cái vận trình tình cảm của những người tuổi tuổi ngọ ấy, đặc biệt là những người độc thân được khởi sắc thậm chí các bạn còn nhận được những lời tỏ tình của những người khác giới của những người mà mình thầm thương trộm nhớ từ lâu một số cặp vợ chồng thì hãy tận dụng cái thời điểm này để hàn gắn lại cái tình cảm đã gãy nứt hoặc là hàn gắn cái mối quan hệ của mình để cho được bền chặt hơn. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi ngọ cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại một 34 9119 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân dần ngọ tuất mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi ngọ. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư, từ ngày mùng 5 tháng 12 đến ngày mùng 7 tháng 12 âm lịch, tức là từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 17 tháng 1 dương lịch năm 2024 ấy. Đó. Và trong 3 ngày tới đây, chúng ta sẽ có 6 con giáp cực kỳ may mắn. Đó là những tuổi sau. Một là tuổi Tuất, 2 là tuổi hợi, 3 tuổi mùi, 4 tuổi dần, 5 tuổi tỵ và 6 là tuổi tuổi ngọ. Đó là 6 con giáp may mắn được Lộc Trời cho ăn Tết giàu to. Đã, trong cái Tết 2024 dân giáp thìn. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.